Xin chào các bạn, mình muốn làm ô tô DIY robot với Maker Nano RB2040 và lập trình nó bằng Circuit Python. Tuy nhiên, Maker Nano RB2040 lại không gắn vừa bộ vỏ in 3D từ trang chủ. Vì vậy, mình đã sửa file thiết kế với Fusion 360 và mở rộng không gian ở cổng USB. Mọi thứ trông có vẻ ổn hơn rồi. Bây giờ, mình sẽ nối động cơ servo và cảm biến tới Nano Shield theo như hướng dẫn lắp ráp của Auto DIY. Vậy là phần thân của robot đã hoàn tất. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ lập trình nó với Circuit Python. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.